Tử vi tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Ất Tỵ thường thuộc tuyết người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Họ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, họ tích trữ, dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Chính vì vậy mà họ chăm chỉ làm việc, cố gắng vươn tới cuộc sống sung sướng, thành công, có địa vị trong xã hội và khiến mọi người nể phục, kính trọng. Bước sang năm Tân Sửu 2021, Tỵ Hỏa gặp Sửu Thổ sinh tam hợp kim cục, thiên can năm Tân Kim, chính tài khắc thiên can tuổi Ất Mộc chính ấn, tạo nên một năm 2021 thuận lợi cho tuổi Ất Tỵ dù ở bất kỳ lĩnh vực nào. Công việc thì thăng tiến, được cấp trên cân nhắc, đầu tư kinh doanh đều thuận lợi và phát triển, tiền bạc cũng ùn ùn kéo đến. Vậy trong 6 tháng cuối năm 2021, vận trình của các bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 sẽ xảy ra những điều gì? Các bác có gặp được quý nhân nào hay không? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người hãy cùng đón xem vận trình của các bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy, đây là một khoảng thời gian khá thuận lợi đối với các bác tuổi Ất Tỵ ở hầu như mọi phương diện trong cuộc sống. Trong công việc, nhờ kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm, các bác có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu của mình. Ngoài ra, nếu các bác đang làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thì các bác có thể tạo được nhiều mối quan hệ với đối tác, mở ra cơ hội làm ăn, phát triển cho công ty. Tuy nhiên, các bác không nên tính toán, so đo quá nhiều chuyện được mất. Nếu không, sẽ dễ vướng vào chuyện làm ăn, phi pháp hoặc ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe. Hãy cố gắng hết sức mình và thỏa mãn với những thành tích, thành quả do chính bản thân mình tạo nên. Đặc biệt, để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế, khi thầy Gia Cát khuyên các bác Ất Tỵ nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý nhân để hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bác tuổi Ất Tỵ trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Tử vi của các bác tuổi Ất Tỵ nửa cuối năm 2021 cho thấy sự cố gắng không ngừng nghỉ của các bác ăn mang lại nhiều trái ngọt cho sự nghiệp. Các bác nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo cấp trên, đồng thời cũng có uy tín với những nhân viên cấp dưới. Tuy nhiên, đôi khi các bác tuổi Ất Tỵ cũng gặp phải không ít khó khăn, rắc rối trong công việc. Khuyên các bác hãy thử nghe theo lời khuyên của những người trẻ tuổi, biết đâu sẽ tìm được một hướng đi mới trong giải quyết công việc của mình. Ngoài ra, các bác tuổi Ất Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành, may mắn về cho mình. Đồng thời, khi mang vòng tay bên mình, các bác sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hành thông, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vận trình tài lộc của các bác tuổi Ất Tỵ khá sáng sủa trong nửa cuối năm 2021. Nếu các bác làm trong lĩnh vực kinh tế thì thời điểm này sẽ có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty. Còn nếu các bác là người làm công ăn lương thì sẽ đạt được những thành tích đáng tự hào.
nên có nhiều cơ hội được thưởng nóng, tăng lương. Thêm vào đó, lối sống tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu hợp lý cũng giúp các bác tiết kiệm được một khoản tiền kha khá trong suốt những năm tháng vừa qua. Các bác có thể tận hưởng một cuộc sống dư giả, thậm chí giúp đỡ được mọi người xung quanh. Để kích phượng vận tài lộc, các bác hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân canh ghét luôn rình rập ở xung quanh các bác. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho các bác. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ, phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm Tân Sửu. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi cuối năm 2021 có nói rằng, các bác tuổi Ất Tỵ nhờ cách cư xử khéo léo và chuẩn mực mà các bác có thể ngoại giao tốt, không làm mất lòng ai, thậm chí còn tạo được ấn tượng sâu sắc cho người đối diện. Tuy nhiên, các bác nên chú ý giữ khoảng cách đối với mọi người xung quanh, tránh để bản thân cuốn theo những thú vui nhất thời, sinh ra những tác động tiêu cực. Bên cạnh đó, trong các gia đình, đa số các cặp vợ chồng đều biết quan tâm, chăm sóc và bao dung cho con cái. Hai người đã quá hiểu nhau nên không còn mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Các bác vẫn có thể làm mới tình cảm của mình, khiến cuộc sống trở nên thi vị. Để kích hoạt vận tình duyên, thầy Gia Cát khuyên các bác Ất Tỵ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng cường vận khí, đem lại may mắn, sức khỏe, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe của các bác tuổi Ất Tỵ trong nửa cuối năm 2021 không được lạc quan. Vì tuổi tác đã khá cao, không nên làm những việc quá sức, dễ gây những tổn thương không đáng có cho cơ thể như căng thẳng, thần kinh, đau mỏi xương khớp. Nếu cơ thể có những cảnh báo rõ ràng, các bác nên gác công việc hàng ngày lại và đi khám chữa bệnh ngay, chớ nên kéo dài khiến bệnh ngày càng trở nặng. Để có thể hóa giải được những vận xấu thì thầy phong thủy khuyên các bác tuổi Ất Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Đồng thời pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bác tuổi Ất Tỵ suốt một năm 2021. Trên đây là vận trình của các bác tuổi Ất Tỵ trong 6 tháng cuối năm. Sau đây, mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của các bác qua phần tiếp theo của chương trình. Tử vi tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch không phải là một khoảng thời gian thuận lợi đối với các bác tuổi Ất Tỵ. Trên phương diện sự nghiệp, dù các bác vẫn duy trì được tinh thần lạc quan, tích cực, song dưới tác động của hung tinh, các bác có thể sẽ bị kẻ xấu bụng đặt điều nói xấu, gây ảnh hưởng không nhiều thì ít đến cảm xúc của các bác và cái nhìn của người khác. Cho nên trong thời điểm này, các bác cần giữ mối quan hệ hoàn hảo. Với mọi người, dù có chuyện gì bức xúc cũng cần bình tĩnh tìm cách giải quyết phù hợp, không nên nóng nảy, bé xé ra to, khiến mọi việc càng trở nên căng thẳng. Tử vi tháng 8 âm lịch. Tình hình tài chính của các bác tuổi Ất Tỵ có dấu hiệu suy giảm trong tháng 8 này, có thể vì các bác thường xuyên phải tiêu pha cho các hoạt động xảy ra trong công việc và cuộc sống. Mà lương lúc này cũng không có dấu hiệu tăng lên, vì thế các bác cần phải lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng, chi tiết nếu không muốn rơi vào cảnh cháy túi. May mắn, công việc của các bác tuổi Ất Tỵ đang dần dần đi vào quỹ đạo. Một vài đồng nghiệp có thể xuất hiện giúp đỡ các bác giải quyết khó khăn, đồng thời giới thiệu thêm cơ hội mới phù hợp với năng lực của các bác. Cho nên các bác hãy chú ý nắm bắt ngay, chứ đừng chần chừ, do dự. Tử vi tháng 9 âm lịch. Tình trạng sức khỏe của các bác tuổi Ất Tỵ trong tháng này nhìn chung là ổn định. Các bác có đủ sức lực để tham gia vào những hoạt động mang tính thử thách, cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong công việc, các bác tạo được mối quan hệ tốt với mọi người, nên không sợ bị kẻ xấu ngáng đường. Tuy nhiên, các bác cần mạnh dạn thể hiện điểm mạnh của mình, như vậy mới dễ dàng ghi điểm trong ban lãnh đạo. Tháng 10 âm lịch. Điều mà các bác tuổi Ất Tỵ cần chú ý nhiều trong tháng này chính là sự nghiệp.
Các bác là người có tham vọng, mong muốn mình đạt được nhiều thành tích. Nhưng các bác không nên vì thế mà tìm cách cạnh tranh không lành mạnh đối với người khác. Ngoài ra, một số bác nếu nhận trọng trách thì không nên lo lắng, tự ti quá mức, cũng không nên quá tự tin, coi thường ý kiến đóng góp của người khác, chỉ thích làm theo ý mình. Đặc biệt, trên phương diện kinh doanh, cục diện tương xung cảnh báo các bác tuổi Ất Tỵ không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư nếu không muốn rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Tử vi tháng 11 âm lịch. Bước sang tháng 11, dường như những khó khăn trong khoảng thời gian trước đó đã lùi bớt. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, các bác tuổi Ất Tỵ có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Quý nhân sẽ giúp các bác giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, đồng thời vạch ra những hướng phát triển hợp lý trong tương lai. Tình hình kinh tế của các bác trong thời gian này cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện. Những khoản đầu tư nằm im trước đó đã bắt đầu sinh lời và thu về không ít lợi nhuận. Tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng âm lịch cuối cùng của năm, mọi phương diện cuộc sống của các bác tuổi Ất Tỵ đều có dấu hiệu phát triển tích cực. Các bác tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công việc nên có thể thuần thục giải quyết những sự cố bất ngờ xảy đến, gây ấn tượng tốt đẹp đối với người làm lãnh đạo. Với một số bác đang làm đầu tư, kinh doanh thì thái độ tích cực và chủ động giúp các bác dễ dàng nắm bắt được những cơ hội làm ăn có lời, đem lại lợi nhuận cho tập thể. Tình hình tài chính cuối tháng vì thế cũng tăng trưởng. Các bác sẽ nhận được tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra trong suốt một năm qua. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Ất Tỵ trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi. Thứ nhất là sao hạn. Trong nửa cuối năm Tân Sửu, bác trai tuổi Ất Tỵ được sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Đây là sao tốt chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Sao này rất tốt cho những người mệnh mộc. Tuy nhiên, sao này kỵ nhất vào tháng 4 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát, của cải, bị đàm tiếu, nơi xấu sau lưng. Bên cạnh đó, các bác còn gặp phải hạn thiên tinh. Khi gặp sao hạn thiên tinh, bác trai phải đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay, vạn gió, nên chú ý lời ăn, tiếng nói. Đối với các bác tuổi Ất Tỵ thì trong thời gian này, bác sẽ được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Mộc Đức được coi là phước tinh, mang lại may mắn, an vui, tốt lành, nhất là về hôn sự. Tuy nhiên, bác gái vẫn cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Bên cạnh đó, các bác cũng cần chú ý đến hạn tam kheo. Bảy tam kheo chủ về thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Đặc biệt là ở độ tuổi này thì các bác càng cần chú ý nhiều hơn. Thứ hai, luận hung cát niên vận sau tháng cuối năm theo là số tử vi. Cung mệnh của các bác tuổi Ất Tỵ có các sao Thiên Phúc, Long Trì mang quý nhân phù trợ. Nhưng tuần, triệt, quan phù, thiên khóc lại gây trở ngại bất ngờ, khó lường trước, trong nhà có chuyện không vui. Cung tam hợp có các cát tinh phượng cát, hoa cái, hàm trì, giải thần, mang vận đào hoa vượng, nhân duyên cát lành, các cung tinh thái tuế, pha toái, bạch hổ, phi liên, thiên quan, báo hiệu rắc rối thị phi, kiện cáo pháp luật hay tai nạn xe cộ, động chạm giao kéo. Còn có cung xung chiếu gồm có thiên mã, điếu khách, báo hiệu dịch chuyển nhiều, gia đình có chuyện buồn. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của các bác Ất Tỵ sinh năm 1965. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.